Thành công của chú này. Em xin anh ạ. Em về ạ. À Hiếu này. Dạ. Chú chở giúp anh thêm chuyến nữa nhá. Bao giờ ạ? Bây giờ luôn. Chiều được không anh? Không được, người ta đang cần. Nếu mà chú bận thì để anh gọi xe khác vậy. Anh. Hả? Để em đi luôn ạ. Dạ vâng. Bố anh ở nhà tự lò mò chuẩn bị cỗ từ sáng đến giờ rồi đấy. Anh mải làm, vứt điện thoại trên xe, không để ý. Thế bây giờ về. Nhưng mà anh lại chót nhận với người ta chuyến nữa rồi. Anh á, có trách nhiệm với người ngoài, còn người nhà thì anh đừng dưng ý. Thế phạm tội bất hiếu ấy nhá. Mày. Anh chỉ chạy nốt chuyến này nữa thôi. Về bảo bố anh là anh về bây giờ, ok? Không, em phải đi cùng anh để ốp anh về đúng giờ cơ. Lên xe đi. Em xin lỗi mình, xin lỗi các con của mẹ. Em mệt mỏi lắm, em không thể xóa điều ấy ra khỏi tâm trí. Em không thể làm bất cứ chuyện gì. Em cảm thấy thế giới này không phải của em. Hãy giúp em chăm sóc các con. Anh cũng giữ gìn sức khỏe nhé. Chết anh rồi, Ninh ơi, anh đâm chết người rồi. Ai chết? Thế cái chị mình đâm vào như ai nữa? Đấy là đàn ông mà. Sao mà biết? Thì cái chân đấy là chân đàn ông. Chán thật đấy, mặt mũi cứ tớn đấy cả lên trời. Thế à? À đây rồi. Anh ạ. Chị nhà sao rồi anh nhở? Vợ anh gãy chân rồi. Gãy chân thật đấy ạ. Ý mày là tao lươn lẹo để ăn vạ với mày á? Dạ. Ý anh đấy là chị nhà mình bị gãy nặng hay nhẹ thôi anh ạ. Chứ bó một thì là nặng hay nhẹ? Thế là chị nhà bó khúc trên hay khúc dưới anh? Kệ bố mà, tao mày hỏi vấn đề đấy làm gì? Tao bắt đầu trôi tiết với hai đứa mày rồi nhá. Em hỏi để em biết là bó khúc nào em đền khúc đấy. Thôi anh nói cho hai cô chú biết này. Cái chân vợ anh ấy thì nó là vô giá rồi. Dạ. Cho nên đừng mang tiền bạc ra để nói chuyện với anh. Hiểu không? Đấy là anh còn chưa kể phải đền cái xe bị hỏng ấy.
Và may cho hai cô chú nhá, gặp anh là người tử tế. Chứ gặp phải người khác nhá, người ta bắt đền ốm rồi. Anh công đức vô lượng, em cảm ơn anh. Có gì bọn em sẽ thanh toán tiền viện phí cho chị nhà anh nhá. Đương nhiên. Dạ. Anh ơi, thế chúng em phải đền bao tiền ạ? Có trăm thôi. Trăm nghìn nữa hả? Trăm triệu. Trăm triệu anh? Ừ, rẻ mà. Sao nhiều thế ạ? Anh ơi, anh nghe ý kiến khách quan của em này. Thật ra là ấy, cái chân bó bột nó cũng chỉ hết 3 triệu tiền viện phí thôi. Xe hỏng em mang đi sửa. Hỏng cái nào em thay mới cái đấy thôi anh. Khôn như mày bao giờ mới chết. Mà từ lúc vừa đấy nhá, cái mặt mày cứ nhơn nhơn ra là tao rất ngứa mắt nhá.